Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký ví Momo để nhận được 100.000. 100.000 này là ví Momo nó tặng cho các bạn lần để các bạn sử dụng và kích hoạt tài khoản lần đầu tiên của mình. Thì có thể là một số ngày nó sẽ khuyến mãi, có thể tặng đến 200.000 hoặc là hơn thế. Như hiện tại thì bây giờ thì nó đang có chương trình khuyến mãi. Nếu các bạn kích hoạt tài khoản ngay bây giờ thì các bạn sẽ nhận được là 200.000. Và thì khuyến mãi này chỉ có mấy ngày thôi. Còn những ngày bình thường các bạn kích hoạt vẫn nhận được mức thưởng là 100.000 nhé. Những ngày đặc biệt thì nó thưởng cao hơn một tí thôi. Và ví Momo này nó rất là lợi, là các bạn có thể thanh toán được tiền điện, nước, hoặc là các bạn đi... nó có rất nhiều điểm như là uống trà sữa hoặc là các bạn đi siêu thị thì nó có thể thanh toán được hết. Các bạn không cần phải mang theo tiền mặt quá nhiều hoặc là mang theo thẻ tín dụng gườm gà, sợ gất mất này nọ. Và cái này nếu các bạn đi ra ngoài, nếu các bạn quên đem điện thoại của mình á, thì các bạn nếu nhớ mật khẩu á, các bạn vẫn có thể đăng nhập vào cái điện thoại của mượn điện thoại người khác đăng nhập vào, và sau đó các bạn có thể thanh toán trên đó luôn. Sau khi thanh toán thì bạn chỉ thoát cái tài khoản được rồi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đầu tiên, như trên màn hình các bạn sẽ thấy là đăng ký ví Momo và liên kết tài khoản chính. Bước thứ hai, các bạn chọn ngân hàng liên kết và nhập mã. Mã là cái số điện thoại ở phía dưới mình trên màn hình này, các bạn thấy không? 0949392793. Khi bạn nhập vào á, thì nó nhập cái này vào thì các bạn mới có 100.000 nhé. Nếu các bạn đăng ký mà các bạn không nhập cái số này là các bạn sẽ không được nhận. Và cái số này á, thì bạn sẽ nhận 100.000 và mình cũng sẽ được nhận 100.000. Và nếu bạn không nhập á, thì bạn không được nhận và mình cũng không được nhận luôn. Nó là vậy đó. Và thứ ba là bạn xác nhận bằng cách là các bạn phải nạp tiền từ thẻ các bạn nạp vào ví Momo, chứ các bạn đăng ký không thì nó cũng không có tặng bạn 100.000 đâu nhé. Rồi bây giờ chúng ta đương nhiên là phải, đầu tiên chúng ta phải tải ứng dụng. Chúng ta tải ứng dụng là Momo. Các bạn chỉ cần đánh Momo là nó sẽ ra rồi. Momo này, ví Momo. Cái này mình đã cài rồi. Rồi mình chỉ cần mở lên thôi. Số điện thoại các bạn nhớ nhập số điện thoại của mình. Mình sẽ nhập thử một số nha. 0188339 4153. Ok, các bạn nhấn tiếp tục. Ta sẽ bấm vào nút là gửi mã OTP. Vui lòng chờ tài khoản mười mấy phút. Đây có rồi, 357 357, 375 375 375. Mật khẩu thì các bạn đặt mật khẩu tùy thích. Không, mật khẩu là phải 6 số nha các bạn. 6 số. Ta chờ đăng nhập vào. Các bạn ghi họ tên. Mình là Vũ Phong đi. Mật mail. Mail nếu các bạn chưa có thì các bạn cứ nhấn xác nhận. Không được rồi. Mail mình phải dùng một địa chỉ mail. Mình sẽ lại mail này các bạn thay đổi được. Nếu các bạn chưa có hay các bạn không muốn dùng mail chính thì các bạn điền đại cái nào cũng được. Ứng dụng này còn có thể mở khóa được bằng vân tay nha các bạn. Nếu các bạn máy nào có hỗ trợ vân tay á, thì các bạn có thể bật lên. Mình thì không thích dùng vân tay, mình để sao đi. Và nhập mã. Nó có phần ưu đãi đây nè. Nếu các bạn mở lần đầu tiên nó sẽ hướng dẫn các bạn nè. Xem quà và nhập mã khuyến mãi. Đây xem quà. Trong phần này nó có phần quà, những cái tặng 2 vé.
CIGV chỉ 9.000 đồng một vé. Mình sẽ mở cái liên kết 100.000 trước đi. Liên kết. Đó là liên kết. Khi vào đây chúng ta sẽ bấm vào liên kết. Liên kết. Ở đây có rất nhiều ngân hàng như Vietinbank, Vietinbank, VIB, rất nhiều ngân hàng, VPBank, Agribank, nói chung là khá là đầy đủ á. Và nếu các bạn không không biết thì tại vì mỗi cái ngân hàng này nó có một cách liên kết khác nhau, nên các bạn chỉ cần nhấn vào, ví dụ mình ngân hàng VPBank đi, mình sẽ bấm vào VPBank thì nó sẽ hiện ra cho các bạn là một cái nó sẽ hướng dẫn. Nhưng mà trước tiên là các bạn sẽ nhập số điện thoại. Mình thì mình nhập cái số hồi nãy của mình là 0949392793. Các bạn làm áp dụng. Ok. Bạn chờ một tí. Đây. Thì nó sẽ hiện ra cái ID của thẻ của bạn và mật khẩu. Cái này cái nếu các bạn không nhớ các bạn phải hỏi ngân hàng thôi. Cái nếu các bạn nào nhớ thì các bạn đăng nhập vào và các bạn nạp tiền vào. Các bạn nạp bao nhiêu cũng được. Thế mình nếu các bạn xài thì bạn nạp khoảng 100.000. Rồi sau đó các bạn mua cái gì đó, mua thẻ cào hay là mua gì đó cũng được, là sẽ được tặng cho các bạn 100.000. Hình như là các bạn nạp vào là đã được tặng rồi, không cần sử dụng. Đấy, ví dụ được Vietcombank đi ha. Vietcombank nó cũng hiện như vậy. Nói chung là các bạn cứ click vào và liên kết thôi. Và một số cái liên kết hơi lộn xộn thì nó sẽ hiện hướng dẫn cụ thể cho các bạn như cái này. Rồi, nó sẽ vào đây. Khi bạn nhập xong các bạn chỉ nạp tiền, bữa ba các bạn nạp tiền là sẽ các bạn sẽ nhận ngay được quà là 100.000. Và những ngày đặc biệt thì nó thưởng tới 200.000 hoặc là một số phần thưởng khác rất là thú vị. Rất là hay. Vừa sử dụng mà các bạn vừa được nhận tiền nữa. Đây, trong giao diện các bạn có thể thanh toán được rất nhiều, các bạn mua thậm chí là các bạn có mua thẻ game hoặc là thanh toán được rất nhiều cái ở đây. Cái tài khoản thanh toán hóa đơn, mua thẻ, mua các bạn có thể mua cái thẻ điện thoại nữa. Có rất nhiều cái này rất là hay. Hơn nữa cái một ưu đãi này lâu lâu nó có những cái ưu đãi rất là hay, như các bạn mua trà sữa hoặc là mua những cái nhà khuyến mãi á, thì liên kết với Momo họ giảm giá, thì họ sẽ để trực tiếp ở bên đây, chúng ta sẽ click vào, chúng ta sẽ được giảm phần trăm rất là nhiều, cái lời tiết kiệm. Và video đến hướng dẫn đến của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Và nếu thấy video này chút xíu gì đó thú vị thì hãy like, share cũng như đăng ký kênh để có thể theo dõi những video tiếp theo của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Bye. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.